anh được cái gì của chúng anh chia sẻ. Ôi, ông kia, ông đi với bà chú, tôi bỏ bà ấy, đi theo mau, đi suốt cuộc đời, đi mau, bắt tay ai cả, bắt tay bà thôi. Đấy ông kia, bà đây rồi mà. Thế ông kia đừng có nắm tay bà, thế ông kia. Hai vợ chồng người ta. Rồi, đây anh được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Vinh Sơn, Nguyễn Xuân Ngọc, con là giáo sứ Cẩm Đường, giáo phận Xuân Độc. Thưa cha, từ ngày cha về giáo điểm Tiên Mừng đến giờ, vợ chồng con đã kêu một chuyến xe 16 chỗ ngồi, và con đi đến nay đã được 70 lần. Bao nhiêu lần? 70 lần. 70 lần cho vợ chồng bắt tay cho anh chị em. Đấy là cái ơn lớn lắm. Hỏi các bạn đây có ai đi được 70 lần chưa? Mãi bên cổng Mỹ ở Đồng Nai, Xuân Lộc. Rồi được ơn gì của Chúa mà hai anh chị dắt nhau đi đến 70 lần đến đây? Dạ thưa cha, con kêu mời anh chị em giáo xứ đi cùng con. Đã có nhiều người được khỏi bệnh và có nhiều người được đỡ bệnh. Đã có người nên làm chứng cho Chúa rồi. Nhưng hai vợ chồng con thì cũng đã nhiều lần muốn lên làm chứng cho Chúa mà không thể lên được vì đông quá. Hôm nay được cái gì kể mọi người nghe? Hôm nay con thì bị bệnh yếu tim, bị bệnh u xơ tuyến tiền liệt, bị bệnh trĩ, rồi bị bệnh ngứa ở chân trái. Đã nhiều năm con đi bác sĩ và uống thuốc cũng không hết. Còn vợ con thì thái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng hay khớp gối thì chúng con chỉ có đi đến với Chúa nhiều lần mà chúng con này đã hết bệnh. Là ơn thứ nhất. Dạ, con còn ơn thứ hai là ơn diễm phúc nhất của đời vợ chồng con. Năm ngoái là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima. Chúng con đã được đi hành hương đến tận nơi và mắt thấy và tai đã nghe, và chúng con đã được rước nến để chúc mừng Đức Mẹ. Và chúng con đã được đi hành hương các nước bên châu Âu, nhất là cha vừa nói là mộ của Thánh Vê-rô ở Tòa Thánh Vatican và chính bản thân con và đoàn hành hương đã được viếng. Dạ. Ơn thứ ba. Dạ, ơn thứ ba là Chúa đã ban cho con, vợ chồng con đi đến nơi đến nhà và mọi sự bằng an. Thì đến nay con nên để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Hôm nay chị có đi không? Dạ thưa cha có. Em ơi lên đây cha mời. Em lên đây với anh. Nhà con ở mãi bên chỗ gì bên kia rồi. Em ơi em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Đây thưa chị em, một anh ấy bị bệnh là u sơ tuyến tiền liệt, rồi bị bệnh trĩ, bệnh yếu tim và con bị bệnh ngứa chân trái suốt bao nhiêu năm thưa anh chị em, mà hôm nay anh ấy đã được Chúa chữa lành với 70 ngày 70 lần lên đây. Đây chị tên gì? Dạ thưa cho con Maria Đặng Thị Thoi ạ. Đặng Thị Thoi. Anh chị có thoi nhau bao giờ chưa? Dạ có. Thoi nhau bao nhiêu lần? Dạ thế chứ làm sao nhớ được, con 50 năm rồi con không nhớ được. 50 năm ngày cưới, anh thoi hay là chị thoi? Dạ nhớ con ạ. Tại sao thoi chị đấy? Thế cha con lâu có thoi đâu. Anh ấy có thoi mà anh ấy không thoi. Hiểu không? Tại vì chỉ anh có thoi thôi, chúng tôi không có thoi. Vì thoi thuộc về anh rồi. Cho nên anh ấy có thoi mà anh ấy không thoi. Bởi vì thoi ở trong anh ấy rồi, cho nên không có thoi chị ấy. Mà vì chị ấy là thoi, cho nên anh ấy có thoi mà anh ấy không thoi. Amen. Amen. Đây 50 năm ngày cưới. Anh chị đã sống với nhau và 70 lần đến đây và được đi hành hương. Thực sự ra đi hành hương thì cũng tốt, cũng xứng đáng thôi.
nhưng mà không phải ai cũng được đi hành hương như vậy. Cái ơn lớn là ơn mà anh chị em đến đây 70 lần hành hương. Cái đó ơn lớn hơn là ơn bảo anh đi được Âu Châu đi các nơi. Vì Âu Châu đi các nơi, người ta có tiền thì người ta đi được. Nhưng mà đến đây có người có tiền mà vẫn không đi, khác nhau ở chỗ đó. Đi Âu Châu hay đi các nơi hành hương là có tiền là đi được. Còn ở đây không phải là ai có tiền cũng đi, mà đây có nhiều người không có tiền mà lại đi. Đúng không? Đúng không? Đúng là như vậy. Đó là cái ơn rất là lớn. Cho nên anh chị đến đây để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, đưa người ta đến đây 70 lần và sống 50 năm hạnh phúc, có thoi mà lại không thoi, mà vẫn cứ có thoi. Tôi gửi tặng cho anh cái cuốn Con Đường Tín Thác. Đây là món quà của ông nội gửi tặng cho anh chị nha. Rồi, đây là cây quạt lòng thương xót Chúa tặng cho anh. Anh có biết cây quạt này sẽ làm gì không? Dạ, con để con quạt cho vợ con đấy. Dạ, dạ. Nói là làm. Dạ, có bán được không? Bán à? Dạ. Con quạt này là mát mát suốt cả đêm luôn ạ. Dạ. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng để lên xe. Những chuyến đi dẫn người ta đến đây, trên xe đừng có nói chuyện, đừng có nói giỡn, nhưng mà hãy để cho người ta nghe trên cái xe của anh chị dắt nhau đi, mở trên cái xe mà cho người ta nghe, nhớ không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị và 50 năm hạnh phúc mãi mãi, không phải chỉ có 50 năm mà đến. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Rồi, chúng tôi đợi đây có anh ngoại đạo không? Hôm nay